Đến lúc mà nói chuyện nhiều hơn một chút á thì thấy anh này rất là vô duyên. Đám cưới thôi, đừng có đăng ký kết hôn. Cãi nhau thực ra là nó to luôn, không cái tôn trọng cái tình cảm của em. Với em nó thiêng liêng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dễ thương quá, chào hai bạn. Rồi, mời hai bạn ngồi. Trời ơi, ga lăng dữ. Hai bạn giới thiệu đi. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quang Bảo. Em là Đinh Ngọc Duy, 30 tuổi và quê ở Quảng Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên thiết kế cho công ty truyền thông. Chào tất cả mọi người, em tên là Khánh Vân. Em đang làm ở một nhà hàng ở quận 1. Hai bạn quen nhau lâu chưa, được bao lâu rồi? Dạ, gần được 1 năm rồi chị. Gần 1 năm? Ủa, giờ tính cưới rồi đó hả? Cặp này tốc độ đó. Các bạn gặp nhau từ khi nào? Từ coi như là gặp nhau trong trường hợp nào? Ở sắp cưới của em ấy thì năm ngoái vào trong công ty làm chung với em thì em nhìn thấy bạn ấy trông dễ thương, nhưng mà lúc đấy em không hề có cái gọi là muốn cua ghét gì cả ấy, tại vì là vệ tinh nhiều lắm, có bạn trai rồi. Rồi sau đó? Thì sau đó thì thôi để em nói. Từ hồi nhỏ em ấn tượng với mấy bạn trai mà giọng Bắc ấy, tại nghe thấy nó dễ thương và thấy nó hay lắm. Thì đến lúc mà em gặp anh này, thấy anh này nói chuyện tiếng Bắc mà nói chuyện rất là vui, rất là hài hước nữa, thì mình cũng chỉ có cảm tình thôi, tức là cũng để ý so với những người khác. Nhưng mà đến lúc mà nói chuyện nhiều hơn một chút á thì thấy anh này rất là vô duyên. Gì kỳ vậy? Vô duyên là vô duyên thế nào? Giống như có một lần đó chị, cái lúc mà em đi qua cái chỗ mà ảnh làm á, thì bước qua cái khu vực đó là của cái tổ ảnh làm, tổ sân khấu. Thì tự nhiên nó có rất là đông người, toàn bộ ekip của ảnh ở đó, mà tự nhiên nó lớn lên kêu: "Đùa tao đi đâu vậy? Đi qua đây lấy đồ hả?" Em giật mình, em quay lại nhìn trên chân luôn. Xong nhìn em cười hì hì vậy đó. À, là biết là kêu bạn luôn á hả? Không, tại lúc đó có mình em là nữ bước vô à. Lúc đó tự em nói: "Ủa sao này thấy vô duyên quá à?" Tự nhiên cái kêu mà giữa mà lúc đó là cái ekip của ảnh là lại toàn là con trai không nữa. Xem vô duyên vậy em. Không, cái tính của em ấy, có khi là nếu mà vô duyên mới bình thường, nên nó cũng cách nhau có một xíu à. Mình chọc cười người khác là bạn nghĩ lẽ đó có duyên. Mình trêu không nghĩ gì cả. Rồi đến lúc nào thì hai bạn mới là tỏ tình với nhau, chính thức quen nhau? Trong thời gian mà quen nhau cũng có nhắn tin qua lại. Ê, bạn này bạn ấy hay coi Cung Hoàng Đạo ấy, cho nên chia sẻ là quan điểm rồi là suy nghĩ của mình về sau này cuộc sống gia đình như nào, mình sẽ như nào như nào. Thì em bảo là nếu như mà thế thì anh là người tuyệt vời, bạn ấy bạn bảo em như thế với vợ đi. Tại em là giống như là fan cuồng về Cung Hoàng Đạo á, khi gặp ai mà mới đầu thậm chí mới nói chuyện với người ta, một bạn cũng hỏi là: "Ủa anh hay chị sinh ngày bao nhiêu vậy?" Cuối cùng là cung gì? Dạ cung bọ cạp. Hợp với em không, là em cung gì? Dạ em cung Nhân Quả, trên biểu đồ ngày sinh thì nó hợp. Rồi cuối cùng là không có tỏ tình? Có, có nghĩa là em bảo là nếu như mà em mà biết coi ấy, thì em coi hộ ngày sinh của anh ấy, vợ tương lai của anh có hợp không. Thế em lấy ngay cái ngày sinh của bạn này ra, xong em lấy ngày sinh của em ra, thì em dò ý trước thì bạn ấy không thấy nói gì cả. Em nghi là như đồng ý rồi, đồng ý rồi. Thế là em cứ thế em tiến triển thôi. Đúng rồi, em cũng có chút chút, nhưng mà cái xong gọi là cái lấn cấn, cái kiểu dạng như lấn cấn nhưng mà đã thích rồi thì khó nói. Không, em cứ tưởng anh này giỡn. Thì lúc đó em cũng hỏi lại nó có chắc là sinh ngày 2 tháng 12 không, em mới coi. Không thôi, không coi luôn nha, tại sao giống ngày sinh của em mà. Thì cái anh này cũng cho bộ hỏi lại: "Ủa ngày sinh của em cũng là 2 tháng 12 hả?" Thôi em cứ coi cho anh đi, tự người yêu của anh là cũng sinh ngày 2 tháng 12 đó. Và lúc đó coi em trả lời anh sao? Thì em cũng cái biểu đồ kết quả là sao thì em là nói là nó là hợp. Dạ. Chính thức yêu nhau là bao lâu? Chắc là 1 tháng vậy. Từ lúc đó tới bây giờ là gần 1 năm. Có những cái ấn tượng gì, có những cái câu chuyện gì xảy ra giữa hai bạn không? Có những cái biến cố hay là những cái kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn gì không? Nói về mà biến cố ấy thì là yêu nhau đến lúc mà chuẩn bị cưới ấy. Trong cái suy nghĩ của vợ em bây giờ ấy, lúc nào cũng sợ là khi mà cưới nhau về rồi là ly hôn. Cưới nhau về rồi là ly hôn. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Thứ nhất là tại vì gia đình em á, thì ba mẹ em bây giờ thì không còn ở với nhau nữa. Với lại từ bản thân cái lúc mà những cái mối quan hệ của em ra bên ngoài á, rồi những cái thông tin mà em đọc trên báo chí á, thấy cái hôn nhân gần đây sao em thấy nó không còn có cái sự bền vững, không còn cái sự thấu hiểu nhau. Thì bởi chính vì vậy em mới sợ. Thì á hả, cái lúc mà mới đầu lúc còn quen á, em cứ nói người yêu của em á hả là: "Có nhanh quá không? Rồi anh có chắc chắn chưa? Anh có cảm thấy cái lựa chọn của mình là đúng chưa?" Thậm chí đến lúc mà anh ở ngoài Bắc thì mẹ anh từ ngoài Bắc vào đây á, em gặp nhau rồi em cũng sợ, em cũng nói là thôi bây giờ á hả đám cưới thôi, đừng có đăng ký kết hôn. Cái lúc đấy là cái lúc mà nó cãi nhau thật ra là nó to luôn, tại vì em chỉ nghĩ là không cái tôn trọng cái tình cảm của em, không muốn ấy thì là đừng đồng ý nữa. Khi mà hai đứa đã chuẩn bị là nói đến chuyện mà kết hôn ấy
thì là em nghĩ là nó thiêng liêng lắm, với em nó thiêng liêng. Nhưng mà cái ý của em thì không phải là như vậy. Tại vì em cũng nói em là con gái mà, thì em cũng sợ những cái không về ràng, không có ràng buộc đó, thì em là con gái em mới là người thiệt thòi hơn. Nhưng mà hả, em chấp nhận chuyện đó, tại em cũng muốn là những cái về sau này, ví dụ như là ly dị rồi nếu như lúc đó có con. Thì đó em chưa tin, tin tưởng vào cái tình yêu của hai người. Vậy thì em phải suy nghĩ lại coi là chúng ta có cần cưới gấp như vậy hay không. Nếu như mình cảm thấy là mình chưa muốn thì mình có quyền suy nghĩ lại. Nhưng mà cho chị hỏi một câu nữa, lý do tại sao hai bạn quyết định cưới sớm như vậy? Nếu mà bảo là cưới sớm ấy, thì là đi coi thầy thôi, cũng chỉ đi coi thầy. Dự tính là năm sau chứ không phải là năm nay cưới. Nhưng mà thầy bảo năm nay cưới đẹp cho nên là cưới. Nhưng mà quan trọng hơn ấy, là em thương. Em thương thật lòng. Đó là cái quan trọng nhất. Còn bạn, bạn có tin tưởng vào cái tình yêu này chưa? Dạ em tin tưởng chị. Nếu đã tin tưởng là sao không chịu đăng ký kết hôn? Chị có hiểu không, là cái kiểu dạng lo chị sợ hiểu, thôi. Chị hiểu, bây giờ chị mới đang hỏi bạn ấy, nếu mà em đã tin tưởng sao em lại không chịu đăng ký kết hôn? Hình như hồi nãy em có chia sẻ là em bị ảnh hưởng từ cái gia đình á. Cái lúc mà mới quen á thì em cũng kể với người yêu em vậy rồi. Cái thời gian rất là lâu em mới cảm thấy giống như là mình công bằng lại. Và sau cái lần cãi nhau lớn đó thì cuối cùng kết quả ra sao? Ai đã thuyết phục được ai? Lúc đấy thì em nóng, tính em thì có sao nói vậy à? Cũng ngồi suy nghĩ tại sao mà người yêu mình lại nói như này với mình, rồi tại sao lại sợ như nào? Nhưng mà em hiểu cái cảm giác đấy nó như thế nào. Lúc đó bạn làm gì? Em an ủi rồi em cứ đồng ý rồi từ từ mình lựa lời, xong rồi mình nói thêm mà cưới chứ đâu phải là chuyện trẻ con đâu mà thích nói cưới là cưới, không cưới là không cưới được. Nhưng bây giờ là vẫn quyết định là đã có ngày cưới rồi. Vâng. Mà đăng ký kết hôn chưa? Cưới xong đi đăng ký kết hôn. Mà bạn ấy đã chịu chưa? Chịu rồi. Phản ứng gia đình hai bên của hai bạn như thế nào khi mà nghe tin hai bạn thông báo là đám cưới? Cái lần đầu tiên á mà anh Duy đến nhà em á, cái miệng anh này nói chuyện hay lắm, lấy lòng được mẹ em liền á. Lúc đó là tới nhà em cái xong xin phép mẹ em là cho quen, thì cũng có vài tháng thôi, hai đứa tụi em có thưa chuyện với lại ba mẹ là anh Duy nói là muốn đi tới kết hôn, thì mẹ em mới dẫn đi coi thầy. Mẹ em cũng chịu lắm, mẹ nói là nghiêm túc chưa, mẹ dẫn đi coi, mẹ đã quyết định rồi là không có rút lại được đâu nha. Rồi hai bạn có ai cầu hôn ai chưa? Nếu mà để nói cầu hôn ấy thì để em nói. Rồi nói đi, em nói vui đó anh nói. Cái tính em thì em không thích bộc lộ ra bên ngoài, nhưng mà kiểu như vợ em muốn là cưới ấy, là phải có một người là nhảy flap mốt xong rồi hát một bài ở chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ ấy. Cô dâu chú rể à? Kiểu như không, là cầu hôn là cái người mà cầu hôn cho bạn này này là phải như thế. Em cũng nghe thế, em cũng em không biết nhảy, thì em cũng kiểu như là gọi là em ghim ở trong lòng rồi, em để có cơ hội thì em ấy. Cái hôm đấy là kỷ niệm 5 tháng yêu nhau. Hôm đấy trời mưa to luôn, em rủ đi coi phim, tại vì bạn này sở thích của bạn ấy hay á, bánh tráng, trà sữa, xem phim hết. Con cái rất đơn giản, coi phim xong rồi em nghĩ trong đầu và chẳng lẽ đi thuê mấy cái ông ấy cái loa ra xong rồi vừa hát xong rồi cùng xuống cầu hôn, rồi đưa nhẫn ra. Thì nó lại làm sao ấy, rồi đi cuối cùng đi vào đấy coi xong rồi đến hết phim rồi tầm đấy nó 10:30 rồi, em nghĩ bảo như này chắc được ấy, không ai nhìn đâu, đỡ để ý mình quỳ xuống chẳng hạn. Thì em bảo là anh có chuyện này nói với Bi. Tự nhiên em nói xong cái em quỳ xuống, em giơ cái nhẫn ra, bạn ấy giật mình, bạn ấy ngại quá, bạn không ấy, bảo em đồng ý rồi, hết xong thế hết. Rồi có cầm cái nhẫn không? Có cầm cái nhẫn chứ, cái này chiến lợi phẩm duy nhất mà. Chỉ là trong tích tắc thôi. Ê, quỳ xuống cái là chưa kịp nhìn, chưa kịp nhìn. Lúc đó nhanh lên cỡ nào? Nhanh, có nghĩa là em quỳ xuống cái, em nhìn thấy đưa tay kéo em lên cái, em đứng lên luôn. Làm lại phút đó coi cái cảnh này quá. Đang coi phim ra là đang coi phim đang, ra. Đang đi coi phim ra đúng không? À, anh đang có chuyện này, muốn nói bị em quỳ xuống cái. Mà dỡ hơn cái làm cái gì, kéo lên luôn, em đứng lên luôn. Là có quỳ chưa? Quỳ rồi. À là vừa quỳ vừa chạm xuống cái là thấy móc chiếc nhẫn ra cái là kêu đứng lên xong lấy nhẫn vô liền. Đưa đeo vào đàng hoàng luôn mà. Mà lúc đó là bạn ngại. Lãng mạn đâu. Nhưng mà lúc đó bạn ngại hay là bạn cũng có mong muốn là chấp nhận cái chuyện đó? Cả hai, là lúc đó em vừa ngại mà lúc đó mới nghĩ là ủa tao có giống như mình tưởng tượng, mình yêu cầu là flash mob phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi gì đâu, tự nhiên đây là đạp chiếu phim rồi có một mình người yêu mình á. Như bình thường mà em coi trên tivi á, em có cái ý tưởng đó hay là thấy người ta là bắt đầu nhạt nhạt vô, cái xong cô dâu không biết gì hết rồi người này kia dẫn trời. À là phải làm cái gì đừng có lãng mạn rồi này nọ kia, chưa có người mà em còn sợ, em còn kêu đứng lên ra đông người nữa thì làm sao. Nhưng mà bây giờ trước chuẩn bị gần tới ngày cưới rồi, hai bạn còn có khó khăn gì nữa không, hay là hai bạn có muốn góp ý gì về đối phương nữa không, thì mình nhìn thẳng vào nhau mình nói. Cái khó khăn chuẩn bị kết hôn, hay là tại vì quê em ở ngoài Bắc nên là nếu mà đi lại cưới thì nó khó khăn trong việc đi lại, tại vì đi xa rồi là đi nhiều nơi nữa rồi hai bên gia đình. Nhưng mà được cái là hai bên gia đình ấy, ba mẹ vợ em thì ba em thì mất rồi, còn mỗi mẹ em thôi thì cũng đồng ý ủng hộ hết mình luôn.
giúp được đâu thì giúp. Thì em trở dạng như là có chuẩn bị, nhưng mà cái tâm lý để mà nó chuẩn bị cưới vợ nó nặng lắm. Nó kiểu như nó lo sợ mình làm không tới được như này như kia. Mà giờ cưới nhau ở đâu, tổ chức cưới ở đâu? Dạ cưới ở trong Sài Gòn này, trong thành phố Hồ Chí Minh này trước, xong đầu sẽ đi về ngoài nhà em ở ngoài kia. Bây giờ làm hai nơi? Vâng, làm hai nơi cũng cực, cũng vất vả ha. Vậy còn bạn có đang lo lắng cái gì không? Em được cái may mắn là người yêu của em rất là tâm lý, à tại hơn em 4 tuổi á, thì em cũng thấy ảnh trưởng thành. Nói chung là em gần như không phải lo gì hết á, tất cả những cái chuyện cưới, từ cái chuyện nhỏ nhất á tới những cái chuyện lớn á, là có gia đình hai bên hỗ, ba mẹ hỗ trợ hết. Và gần nhất là có như em còn sẵn đứa em. Cái điểm xấu gì mà em chưa hài lòng hay không? Dạ nóng tính. Nóng tính thấy mặt cười vui mà nóng tính lắm hả? Nóng cỡ nào lần? Cái lần nóng nhất mà em đã chứng kiến là anh làm gì? Người yêu của em thường rất là cưng, nhưng mà nói cái gì á mà cảm thấy mà em hơi bướng một cái là nạt. Im lặng lớn tiếng lên lúc đó. Cái xong á hả, em cũng nói lại là ủa sao anh lớn tuổi em mà anh không có nhượng em gì hết trơn á, lúc nào cũng la hoài. Lúc đó bạn có xin lỗi không? Em lúc nào cũng là người xin lỗi trước, chủ động, không biết sai đúng. Vậy bạn gái của em có khuyết điểm gì mà em muốn bạn gái em thay đổi không? Chỉ có một cái thôi, là theo bạn nghĩ là tranh luận đôi bên. Nhưng mà em nghĩ là lúc đấy là cãi nhang cãi bướng, có mỗi cái tính đấy thôi. Tức là anh nói một cái là em nói lại một cái. Như kể thử coi có câu chuyện nào mà cổ ngang bướng quá mà em tức mà bây giờ em vẫn còn nhớ không? Ví dụ như em đang ngồi uống cà phê thì bảo tại sao anh lại ngồi đấy một mình, ngồi một mình với ai, rồi là như thế nào như thế kia, rồi nói dài, xong rồi nói rông nói dài ra, xong rồi tính em hay bực, em cắt lại cái thì kiểu như dạng nói ngang nói bướng đi. Còn tính em không để bụng, nó không nhớ, để mà em ghim mấy cái đấy là xong rồi thôi. Bây giờ là cũng gần tới đám cưới rồi, tương lai là mình còn rất rất là dài. Thì bây giờ trước tiên là hai bạn, tôi muốn hai bạn nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi cái lời hứa hẹn gì đó với nhau. Hứa với nhau sẽ sửa đổi điều gì? Những cái tật xấu của nhau đó thì bây giờ mình hứa với nhau đi. Anh xin lỗi vì hay nóng giận, vô cớ với em, nhưng mà thật sự là anh không có ý như thế. Thật là anh rất thương, rất yêu em. Quan trọng nhất là anh yêu em. Anh hứa sẽ quan tâm, lo lắng, yêu thương, chăm sóc em mãi mãi. Em cũng nói gì với ảnh đi. Có thể trong một đôi lúc nào đó em có những cái tính mà còn trẻ con, em muốn chẳng qua là em muốn anh được anh quan tâm nhiều hơn, được anh yêu thương, được anh chăm sóc. Cho nên là trong suy nghĩ của anh là em còn rất là bướng và không có biết tiếp thu. Thì em mong anh hiểu, và bản thân em cũng sẽ cố gắng thay đổi cái điều đó, để cho mối quan hệ của hai đứa nó sẽ không có những cái lúc căng thẳng hay là cãi nhau, và những vấn đề nó không có to tát gì lắm. Anh hứa với em. Dạ. Rồi muốn nói với hai bạn như thế này. Khi chúng ta đang còn yêu nhau á, là mình còn rất là tự do thoải mái. Đôi lúc mình có trẻ con một tí, mình giận hờn, mình cãi vã nhau một chút xíu thì cũng không sao. Nhưng mà thật sự á, trong cuộc sống, khi mà cuộc sống vợ chồng á, thì nó còn rất là nhiều cái khó khăn ở phía trước. Chưa kể sau này còn con cái, rồi áp lực mình phải mưu sinh cuộc sống lo cho con cái. Thì chúng ta nếu yêu thương nhau thì mình cũng nên bỏ bớt những cái tính nóng tính, cũng như là những cái tính trẻ con đó đi, để chung tay xây dựng cái hạnh phúc. Chồng bớt lời, vợ bớt một lời, như vậy thì gia đình mình mới hạnh phúc được. Chị hy vọng rằng là hai em sẽ lúc nào cũng nắm chặt tay nhau và chia sẻ những lời yêu thương như lúc nãy tụi em vừa mới nói, rất là rung động, rất là đầy cảm xúc. Chúc hai em hạnh phúc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn. Và đây là cơ hội để cho các bạn có thể nhận về cho mình những cái phần quà đến từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Allen trị giá 15 triệu đồng. Phiếu mua hàng cũng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 5 triệu đồng. Thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Chúng tôi còn có 4 bình sữa đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Các bạn đang mong muốn là sẽ nhận về cho mình phần quà như thế nào ạ? Có nhẫn rồi kìa. Bạn có nhẫn chưa? Bạn nam có nhẫn chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Rồi thì bây giờ mời hai bạn. Ai sẽ được một cặp nhẫn cưới. Yep. Quay đi nào. 1 2 3, quay nhanh lên. Đúng rồi. Đó, phải vậy nó mới hồi hộp. Gì đây? Lỡ rồi, đứng lại. Yeah.
ở cặp nhẫn cưới thì cũng có được một số chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Ellen, vậy là cũng được rồi, trị giá 15 triệu đồng gì đó. Mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn rất nhiều. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Và quý vị hãy nhớ đón xem trong khung giờ quen thuộc của chúng tôi là lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media hay là cổng thông tin Love TV. Và hãy nhớ luôn luôn theo dõi chúng tôi trên fanpage Yêu Là Cưới. Và nếu như quý vị muốn chia sẻ câu chuyện của mình thì hãy đăng ký với chúng tôi và tham gia ngay vào chương trình. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Cát Tường xin hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.